Ba tô Paris Banda Tí đăng chít tăng Mà ra thay dăng Pá ha tá quê. Như cá quăng lên bờ, bước ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng vẫy hốt hoảng đợi chờ, đợi giờ chết thôi. Có hay tâm lạc chợ đời, cũng dường như thế. Hãy rời dục tham, bản phổ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bàn tay của chị Lạc Lê. Dạ kính cảm ơn chị Cẩm Vân. Dạ Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, dạ Nam mô Sân Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ Đức Tuệ Tuệ Đức. Dạ mến chào cô, con kính đảnh lễ cô Tuệ Duyên. Dạ mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn chị Đặng Đông Ánh Minh đã cho biết âm thanh rõ. Dạ con xin đọc cái câu pháp cú số 34. Qua đi vô quá tha lệ khi Tô ô kha mô cát ta úp ba tô ba rít bằng đa đi đằng tít tằng mà ra thì dằng ba hà ta quê. Quà đi vô quá tha lệ thích tô ô kha mô cát ta úp ba tô ba rít bằng đa đi đằng tít tằng mà ra thầy dặn ba hà ta quê. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng vẫy hốt hoảng đợi chờ chết thôi. Có hay tâm lạc chợ đời, cũng dường như thế, hãy rời dục tham. Và đó là phổ thơ của Ngài Giới Đức. Con xin đọc bài kệ. Hòa rỉ vô quang thà lệ khinh tôn ô khâm mô căng tà ủng pha tôn bà rỉ văn gia đi đặng chín tăng Ma ra đây dân và hãng ta quên. Qua đi vô qua tha lê khi nô ô kha mô kha ta uống và tô và đi văn đa đi đăng chín tăng Ma ra thấy dân và hãng ta quên. Dạ con đã đọc và kể xong, con xin mời về kế tiếp. Chắc là anh mình là anh mình nghe, anh mình lên nghe cầm mic này chị bị thả nghe. Ok dạ sa thú lành thay, cảm ơn chị Tâm Phương. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn đức chư Phật, kính đảnh lễ ơn đức giáo pháp, kính đảnh lễ ơn đức chư tăng. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính lễ quý tu nữ, kính chào quý anh chị. Con tri ân cô Tuệ Duyên, cảm ơn chị Rạng Đông, cảm ơn Quynh Quá Tha Ná. Dạ, con xin phép được cho bài câu pháp cú số 34. Và rí chồ quá tha lê thít tồ ô cá mô cá tạ. Em thấy cái chỗ này sai rồi. Ô cá mù cá tá úp úp pa tù. Dạ. Và ví chù quá tha lề khí tù. Ô cá mù cá tá úp pa tù. Ba ri phàn đa tý đằng chít tằng mà ra thầy dằng ba hà ta huề. Và ri chô quá tha lê khí tô ô ca mô ca tá úp pha tô ba ri phàn đa tý đằng chít tằng mà ra thầy dằng ba hà ta huề.
Và rì chô qua thà lê khí tu ô ca mô ca tao ước pha tu bà rì phan đa tì đăng chi tăng mà ra thấy rằng ba hà tao quê như cá quăng lên bờ vớt ra ngoài thủy giới tâm này vùng vẫy mạnh hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của hòa thượng Minh Châu. Qua ri chú qua tha lê khí tu ô ca mô ca ta ôm pha tu pa ri phan đa ti đăng chi tăng ma ra thay văn ba hà ta quê. Qua ri chú qua tha lê ta ôm pha tu pa ri phan đa ti đăng chi tăng ma ra thay văn ba hà ta quê. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vẫy vùng hốt hoảng, đợi giờ chết thôi. Có hay tâm lạc chờ đời, cũng dường như thế. Hãy rời dục tham, phụ thư của Hòa Thượng Giới Đức. Và mến mời Sip Vina tiếp theo ạ. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc câu pháp cú số 34. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ka ta u pa to pa ri pan da ti dang chi tang ma ra thi yang pa ha ta we. Wa ri cho wa tha le ki to o ka mo ka ta u pa to pa ri pan da ti dang chi tang ma ra thi yang pa ha ta we. Như cá quăng lên bờ, vớt ra ngoài thủy giới, tâm này vùng vẫy mạnh, hải đoạn thế, lực ma, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Hòa ri cho hòa thà lê kinh tố, ô ca mô ca thà ôm phá tô, phà rê bán đa thì đang chín tấn, mà là thầy dân phá hà ta về. Hari Jawa Tha Lê Kinh Tô O Kha Mô Kha Tha Ôm Phá Tô Hari Panda Tì Đăng Chín Tăng Ma Ra Thay Văn Phá Hà Ta Về. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng vẫy hốt hoảng, đợi giờ chết thôi. Có hay tâm là chợ đời, cũng dường như thế, hãy rời dục tham, Hòa Thượng Giới Đức. Con kính tri ân quý sư, quý cô và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiền năng tín nữ. Người tự nhiên xin kể kinh pháp cú số 4 và cảm ơn quân thân á. Quả ri cho quả tha lê thịnh tô ô ca mô ca ta ốc phá tô Hari Panda Tăng Ma Ra Thay Văn Bà Hê Quả Ri Chô Quả Tha Lê Thích Tô Ô Ca Mô Ca Ức Ma Tô bà ra ma ra thay văn bà ta qua đi chùa qua thật lề khi tô ô mô cát tô đắc ti đằng mà đắc thầy văn bà hà ta quê. Như cá quăng lên bờ, bất ra ngoài thế giới, tâm này vùng vẫy mạnh,
Hải Đoạn Thế Lực Ma. Khổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng hốt hoảng, đợi giờ chết thôi. Có hay tâm lạc chợ đời, cũng dường như thế hãy rời dục tham. Dạ, khổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. À, dạ, tự nhiên đã ôn bài xong. Dạ, bây giờ đã chưa thấy tín hiệu của... Dạ, cái mời Nhật Quỳnh ạ. Nhật Quỳnh có trước máy không? Dạ, mời Quỳnh với Tana. Sa thu lần thầy, cô tu nữ tệ duyên. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính lần lễ ba ngôi Tam Bảo Đức Phật Giáo Pháp. Và chư tăng kính đảnh lễ cho đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 314 là kính cảm ơn các quý đạo hữu cho biết nghe rõ. Và ri yo va tha le khi to o ka mo ka ta o pa to pa ri ni pan da ti đang chi tăng Ma ra thay yang pa ha ta we Wa ri yo va tha le khi to O ka mo ka ta o pa to Pa ri pan da ti dang chi tang Ma ra thay yang pa ha ta we Wa ri yo va tha le khi to O ka mo ka ta u pa to pa ri phan da ti dang chi tang ma ra thay yang pa ha ta ve. Như cá quăng lên bờ vất ra ngoài thủy giới, tâm này bùng vẫy mạnh, hãy đoạn thế lực ma. Bản dịch của ngài Minh Châu. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng vẫy hốt hoảng, đợi giờ chết thôi. Có hay tâm lạc chợ đời, cũng dường như thế, hãy rời dục tham. Bản phổ thơ của ngài Giới Đức và Nam Mô Phật Tha Giá Con xin được thưa à, mến mời à, Nguyên Tịnh. Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sáng Khà Giá. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt, con thành kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức. Dạ, yeah, con nguyện tịnh chỉnh. Dạ được chưa? Con để một maximum rồi đó. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu và con kính tri ân đạo tràng cho biết âm thanh rõ. Con xin phép đọc câu Phật ngôn 34. Varicho vathale khito o kamo kata upato paripan dati yang không phải paripan dati dang chittang ma ratay yang baha ta quê. Như cá quăng lên bờ, vất ra ngoài thị giới, tâm này vùng vẫy vậy, hải đoạn thể lực ma của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Quả ri chô qua thả lê khi tô ô ca mô ca ta ô pa tô. Bà ri phan đa tị đăng chi tăng. Mà ra thay giang pa ha ta quê. Cá kia quăng bỏ lên bờ, vùng quẩy hốt quảng đợi chờ chết thôi, có hay tâm lạc, chờ đời cũng dường như thế, hãy rời dục tâm của Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân đạo tràng, kính mời Xích Nhật Quỳnh, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Nguyên Tịnh. Nam mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, con thành kính đảnh lễ đại đức Tịnh Đạt vừa quan năm vào đạo tràng. Và cảm ơn Nguyên Tịnh, xin Đặng Đông, xin Tân Phụng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu.
sa thú lành thai. Nhật Bình kính cảm ơn nguyên tịnh Minh Quát Tha Ná, cô phụ nữ Tuệ Duyên, Sích Thi Na, cô em Minh, Sích Tâm Phương, Cẩm Vân, Trạng Đông đã hoàn hỷ lên ông bài. Chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân đại đức Tuệ Đức đã cùng với chúng con ông bài Pháp Quốc Kinh số 34. Dạ, đã đến giờ thỉnh Pháp Sư, hôm nay con được không trả bài, dạ, con trốn trả bài. Dạ, Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ, trước khi con cũng cùng thỉnh Pháp Sư. Dạ, Nhật Quỳnh xin chia phước nào mà Nhật Quỳnh phục vụ trong đạo tràng đến cái vị mà tặng nít cho Nhật Quỳnh. Mong rằng vị này luôn an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gautama. Nam Mô Bích Thai, dạ, dạ. Con tri ân sư cho con biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức Tịnh Đạt giảng giải hữu vận duyên sự ý nghĩa câu Pháp Cú Kinh số 35. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Minh Quá Tha Ná cho bài học. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu a da ha sa. Phạm Thiên Phận ngậm ngùi khẩn khoản, a Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Biết lòng mở đạo dạy đời, a nhắm vườn lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử, a có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều sân như, a được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăm thôi không mòn, a những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân khổ gặp, a đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, a tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bích Tha Giá, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học hữu vận duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 35. Nhật Quỳnh chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính chân mít đến đoạn. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, các quý vị còn nghe được, có nghe được không ạ? Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ, cảm ơn quý vị. Dạ, con kính lễ chư tăng cùng tòa minh hạnh đại đức Tuệ Đức. Kính mến chào toàn thể quý vị có mặt ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021. Ở diễn đàn Pháp Cú Kinh chúng ta sẽ học đến câu kệ ngôn Pháp Cú số 35. Phẩm tâm chích táo hoặc khác. Trước khi đi vào bài học, con xin cung kính chư tăng và mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng về tam bảo. Arahang samma samutho bhava buddhang bhagavantang abhivadeyami
Sakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Kính Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, tự nhiên hôm nay nói chung là thời tiết nó thay đổi tí xíu, cho nên cũng tình trạng tâm lý nó cũng không được ổn định khỏe cho lắm. Thưa quý vị, thì tự nhiên hôm nay online lên trên diễn đàn, trong khi chờ đợi để bắt đầu buổi học đó, thì lại nhìn trên cái list danh sách những người bạn ở trong bầu talk đó, thì cũng không có ai, nhưng mà thì ở đây thì có lần đầu tiên thì kết nối thì chỉ có Đại Đức Pháp Tích thôi, mà tự nhiên thấy cái nick này không bao giờ online nữa, tự nhiên nó có một chút xíu gì đó nó hơi bùi ngùi. Và tự nhiên ngồi nghe các vị ôn bài thì nhớ lại cái hình ảnh của Đại Đức Pháp Tính, một chút xíu gợi lại cái ký ức. Thôi thì để chúng ta bắt đầu cái buổi học. Dạ, hôm nay thì chúng ta học đến câu số 35. Câu pháp cú số 35, phẩm thẩm tâm phẩm chít tát, có nội dung như sau. Donikhasa lahuno yata kamani badino yata sadamato sathu cittang dan tang sukhavahan. Bản dịch Việt ngữ của ngài Vinachanda Chánh Tăng: tâm khó kiểm soát nhanh vậy, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục, tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm. Tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Và bản dịch của ngài Hòa Thượng Minh Châu: khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Và bản Việt ngữ ngài: giới đức tâm ta khinh bất an, kiếm tìm dục lạc chạy hoàng chạy xiên, lành thai chế ngự thiền thành hiền, tâm được điều phục thuốc tiên chẳng màng. Nam mô Bụt Thầy giá. Đó là nội dung của câu kệ ngôn số 35 và ba bản Việt ngữ của ba vị. Theo như từ trước đến giờ thì cái bản Việt ngữ của ngài Hòa Thượng Minh Châu rất là quen thuộc, rất là được nhiều người học thuộc lòng, và có những cái cách phổ thơ 5 chữ 4 câu của ngài rất là mộc mạc, rất là gần gũi. Sau này thì có thêm một bản Việt ngữ văn xuôi của ngài Indachanda Chánh Thân, thì qua cái lời Việt ngữ này thì chúng ta sẽ thấy được, thứ nhất đó là sát nghĩa với lại cách chia từ vựng Pali, và thứ hai nó đó là cái việc đọc qua cái bản Việt ngữ văn xuôi thì chúng ta phần nào dễ tiếp thu hơn là ý nghĩa của thơ kệ, bởi vì khi qua thơ kệ thì phải dùng những cái luật thơ, thì chính vì vậy nó sẽ khó lòng nào mà lột tả được cái ý nghĩa cái từ ngữ Pali.
Và đầu tiên chúng ta sẽ học ngữ vựng của câu kệ ngôn phong cú số 35 này. Dunikahasa lahu no yatta kamani patino cittasa dhammatho sato cittang dantang sukha vahang. Tâm khó kiểm soát, nhanh nhạy, có sự lao vào nơi nào có ngũ dục. Tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm, tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Câu thứ nhất đó là Dunikahasa lahu no. Dunikahasa lahu no. Dunikahasa lahu no. Dạ, hôm nay vị nào sẽ giúp cho cái phần nghĩa của từ vựng ạ? Hình như sư thấy cô Ái Minh có giúp được cái phần nghĩa của từ vựng của câu sắp khu số 35 không ạ? Dạ, cảm ơn cô. Dunikahasa lano. Dunikahasa là khó kiểm soát, khó thu thúc. Ở từ đây, từ khó nó đến từ cái tiếp đầu ngữ chữ đú. Chữ này khi nó là một cái ý nghĩa về cái tiêu cực. Khi mà nó ghép với lại những cái từ khác, nó cũng có nghĩa hơi tiêu cực. Giống như là Ducato là đọa. Đọa về cái cảnh khổ. Ngay cái đúc khá là nói về cái sự khổ. Nikaha là sự thu thúc. Sự thu thúc, sự kiểm soát. Khi kết hợp thì nó thành chữ Dunikahasa. Dunikaha khó, khó kiểm soát, khó thu thúc. Và cái từ khó ở đây chúng ta sẽ hiểu đó là khó, nhưng phải là không phải là không làm được, nó chỉ là khó làm thôi. Lahu no là nhanh nhạy, lanh lẹ, nhanh nhạy lahu. Và cái từ nhanh nhạy lanh lẹ này, cái từ ngữ của chúng ta thể hiện nó là để diễn tả một cái sự rút có một thời gian ngắn. Nhưng mà cái việc mà nhanh nhẹ của tâm á, thì cái ngôn từ của chúng ta khó thế nào diễn tả được cái sự nhanh nhẹ của tâm. Chỉ dùng cái ví dụ thôi quý vị. Cái ví dụ giống như là cái ví dụ thường trong chú giải đó là một hãy móng tay bằng hàng triệu triệu sắc na tâm sanh diệt đó, thì đó là cái sự nhanh nhạy của cái tâm. Câu thứ hai là Yathakamanipatino. Yathakamanipatino, câu này kết hợp Yathakamanipati, sự lao vào nơi có ngũ dục. Yathakama, Yatha là nơi nào. Chữ Kama đây là từ dục, dục ám chỉ cho là cái ngũ dục sắc thinh hương vị xúc. Sắc thinh hương vị xúc. Có một số cái từ vựng ở trong Phật học chúng ta cũng nên làm quen tí xíu, là trong cái từ ngũ dục và cái ngũ trần nó có cái sự khác nhau tí xíu. Khi nói về ngũ dục thì chúng ta nói là sắc thinh hương vị xúc, bởi vì cái mùi hương là cái mùi, nói về cái mùi thơm. Còn khi nói về ngũ trần thì chúng ta nói là sắc thinh khí vị xúc, thì cái khí thì cái mùi nó nói chung chung cả thơm lẫn thối, cả tốt lẫn xấu. Yathakama nipatino. Nipati là việc lao vào hay là chạy theo. Lao vào hay là chạy theo. Lao vào hay chạy theo. Yathakamanipatino là sự lao vào nơi nào có ngũ dục.
câu thứ ba đó là cittassa dhammatho sathu, cittassa dhammatho sathu, tốt đẹp thay sự rèn luyện của tâm. Cittassa là tâm thức, dhammatho là sự rèn luyện, sự điều phục, sự kiểm soát, sự thu thúc. Cái sự dhammatho này nó hay lắm thưa quý vị. À, nó từ cái căn dhammati là sự thu thúc. Cái sự rèn luyện thu thúc ở đây nó cũng có cái nghĩa đó là cái người được giáo dục á, nó cũng có cái việc đó là cái người có văn hóa giáo dục, nó cũng là người có cái sự rèn luyện, có cái sự điều phục từ dhammatho. Sa thú, sa thú là cái trạng từ thể hiện cái sự tốt đẹp. Sa thú, cái từ này thì rất là thông dụng ở trong Phật giáo. Chúng ta đi đến quốc gia Phật giáo nào, gặp một cái vị Phật tử nào, chúng ta nói từ sa thú thì ai cũng hiểu, thể hiện cái sự hoan hỷ, đồng tình, đồng ý. Câu cuối cùng, cittang dan tang sukha wahang, cittang dan tang sukha wahang, tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Cittang là tâm thức, dan tang là chúng ta vừa học đó là rèn luyện, điều phục. Sukha wahang, sukha wahang, sukha, sukha wahang là sukha a wahang, sukha a wahang, sukha là niềm an lạc hạnh phúc, a waha là sự mang lại. Cái niềm an lạc hạnh phúc ở đây được ám chỉ cho là tâm được giải thoát khỏi các cái phiền não, chứ nó không phải là cái sự an lạc hạnh phúc của cái sự hưởng thụ ngũ dục của thế gian. Sukha, sukha, tâm đã được rèn luyện. Cittang dan tang sukha vahang, tâm đã được rèn luyện là nguồn đem lại niềm an lạc. Như vậy là chúng ta vừa sơ lược qua về ngữ vựng của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 35 này. Dukkhan thasa lahuno yatta kamani badino citta sadhamato sathu cittang dantang sukha wahang, tâm khó nắm giữ khinh động theo các dục quay cuồng, lành thay điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Nam mô Buddhaya. Và tiếp theo thì diễn đàn chúng ta sẽ tìm về người, về duyên sự cũng như là ý nghĩa của câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 35 này. Câu Kệ Ngôn Pháp Cú số 35 này có một cái duyên sự mà cái duyên sự này có thể đó là áp dụng trong cái thời chúng ta được. Nói về một cái vị tỳ kheo nọ, tức là một cái vị tỳ kheo không có được nhắc lại danh tánh ở trong chú giải, chỉ là các vị chú giải, các vị truyền truyền miệng chỉ nhớ là một cái giai thoại liên quan đến cái câu Kệ Ngôn này. Một cái giai thoại liên quan đến câu Kệ Ngôn này. Và cái giai thoại này thì đặc biệt hơn các cái câu chuyện khác. Một cái điều đó là sự khăng khít giữa người xuất gia và người tại gia cư sĩ.
Thì câu kệ ngôn pháp cú này được Đức Phật Ngài nhắc đến, Ngài, Ngài thuyết khi ngự tại chùa Chetavana. Tại lãnh thổ của xứ Kosala có một ngôi làng tên là Matikagama. Matikagama. Thì cái ngôi làng này có một cái trưởng làng là một cái người phụ nữ. Một cái người phụ nữ. Bà là một cái vị trưởng làng, và đà bà đã tiếp đón 60 vị tỳ kheo Phật giáo đang trên đường tìm cái nơi thích hợp để mà hành đạo. Thì theo truyền thống thì các vị tỳ kheo sau khi xuất gia học pháp thì đến những cái mùa an cư kiết hạ đó, các vị xin cái pháp môn học cặn kỹ, cặn kẽ, kỹ lưỡng về các pháp môn đó, và thực hành cố gắng trong 3 tháng an cư nhằm thúc liễm thân tâm và đạt được những kết quả trong giáo pháp. Đó, đến 3 tháng an cư quý vị thấy rằng nó không những là cái việc an cư để kết thúc cái mùa an cư, thì đến cái lễ Kathina thì hiện tại bây giờ chúng ta nghe các cái vị MC chương trình trong cái mùa lễ Kathina thì thường là sẽ nhắc đến cái đại lễ đặc biệt đặc thù của Phật giáo Theravada, bởi vì trong đó có một cái điều kiện, đó là các vị tỳ kheo này tại chú xứ này là các vị đã an cư suốt 3 tháng hạ, cho nên cái công đức dân y dân tứ vật dụng đến chư vị tỳ kheo là một cái sự công đức thù thắng. Các vị đó đang khích lệ các cái Phật tử tạo thêm cái niềm tin vững chắc nơi phước báo công đức, và các vị đó nhắc đến đó là 3 tháng an cư, bởi vì 3 tháng an cư này thật sự thưa quý vị là một cái thời gian phải nói là trong cái sinh hoạt của chư tăng á, có những cái nỗ lực rất là đáng khen ngợi. Bình thường thì các vị sẽ bị bận rộn trong cái việc mà đi đây đi đó giảng dạy, nhưng mà đến 3 tháng an cư là sẽ giảm bớt và có thời gian nhiều hơn để mà lo cho tư chúng tại cái chỗ vị đó, tại trú xứ của vị đó, nhất là những cái bổn phận của cái vị trụ trì, những cái vị trưởng lão. Và chính vì có mặt thường xuyên của các cái vị đó đó, cho nên các sinh hoạt ở tại bổn tự tại chùa cũng được thúc đẩy, được nhắc nhở và được hành trì rốt ráo hơn. Cho nên 3 tháng an cư rất là quan trọng trong cái việc, trên tinh thần đó là học và hành pháp. Thì các vị này, 60 vị tỳ kheo này cũng tranh thủ trong cái 3 tháng an cư để mà thực hành cái pháp môn học được từ Đức Phật. Và khi đến cái ngôi làng này thì các vị đã nhận thấy rất là thích hợp để mà an cư, để mà hành pháp. Nhưng mà sau một thời gian dài thì không có thành tựu được cái pháp môn theo như là dự định, theo như là cái sự nỗ lực. Thì trước đó thì các vị này cũng chia sẻ cái pháp môn của mình đó cho cái bà trưởng thôn, bởi vì bà hỏi là cái pháp môn mà các ngài đang tu đó chỉ dành cho các ngài thôi, hay là có thể dành cho những người tại gia tư sĩ được hay không. Thì các vị nói là pháp môn Phật thì ai tu cũng được,
Thì đó bà cũng học, đó là cái pháp môn quán niệm về quấy trược, thân thể trược và thiền quán về danh sắc. Và cái phước ba la mật của bà, có duyên lành với chánh pháp của bà nó rất là mãnh liệt, cho nên khi học được cái pháp môn này bà về bà tự tu và bà đã thành công chứng được đạo quả A-na-hàm trước các vị tỳ kheo này, nhóm 60 vị. Và bà có cái tâm là giúp đỡ quán sát về bốn cái điều kiện. Thứ nhất là chú xứ, thứ hai đó là cái người tu chung là bạn đạo, thứ ba là cái pháp môn, và cái thứ tư đó là vật thực. Thì khi mà quán xét về bốn cái điều kiện này á, thì bà thấy rằng chỉ có cái vấn đề vật thực là nó chưa có thích hợp với các vị tỳ kheo đang ăn cư mùa mưa. Và chính vì cái điều này đã phần nào gây khó khăn trong cái việc hành pháp, cho nên bà đã khéo léo để mà cúng dường những cái món hợp ý, vừa khẩu vị. Thì cái cách cúng dường thực phẩm mà hợp ý vừa khẩu vị thì chỉ có một cách hiện tại chúng ta có thể làm được, đó là chúng ta cúng dường bằng cách giống như là buffet, hoặc là dọn mâm, dọn bàn. Thì các vị có thể tự dùng món gì thì các vị chọn món đó. Hoặc là ở bên xứ đạo, ở Sri Lanka có một cái cách cúng dường thực phẩm mà ở Việt Nam chúng ta ít có thấy, đó là khi mà chư tăng ngồi vào chỗ đó thì các Phật tử họ sẽ mang từng cái dĩa, từng cái món thức ăn, họ đi đến từng vị để mà múc cơm hay là thức ăn đến cho vị đó. Khi nào vị đó không muốn dùng thì chỉ cần lấy cái tay che ngang cái dĩa của mình lại, thì lúc đó là cái người cư sĩ hiểu ý là bước qua kỳ vị kế bên. Dạ. Thì khi thọ dụng cái vật thực hợp khẩu vị thì các vị này có được cái sự thoải mái. Các vị tỳ kheo 60 vị đã tu tiến, phát triển được cái thiền định, thiền quán của mình và đã đạt được cái đạo quả thánh đạo A-la-hán đạo, A-la-hán quả, thành tựu được cái mục đích phẩm hạnh. Chính nhờ cái sự chu đáo của bà tín nữ hậu độ. Và khi cái câu chuyện này được trình lên Đức Phật và có một cái vị tăng trẻ vô tình nghe được, thì thấy rằng một cái sự kiện rất là kỳ lạ và hy hữu. Có một người thiện tín hậu độ mà hậu độ chu đáo đến mức cần cái gì cũng như ý muốn, thì vị này lấy làm hiếu kỳ. Trước tiên là vị này rất là hiếu kỳ, xin Đức Phật để mà đến cái chỗ đó thử. Thì lần đầu tiên cái vị này đi đến, dùng mọi cách để mà thử coi cái tiếng đồn đó có đúng như sự thật hay không. Thì giống như là thử coi muốn có người dọn dẹp cái cốc liêu chú xứ sẵn, rồi muốn có được cái sự cúng dường vật thực như ý muốn, vân vân. Thì sau vài lần thử đó thì vị này thấy rằng bà tín nữ đáp ứng nhu cầu về các cái điều kiện đó chính xác và đúng như ý của mình. Vị này khởi cái tâm rất là sợ, hoảng sợ. Hoảng sợ là không phải là cái gì hoảng sợ, mà là do là có người biết đi ruột ở trong bụng của mình thì sợ, biết ruột rang của mình đôi khi có những cái lúc mà mình dễ vui, mình nghĩ tầm bậy,
thì sợ người ta biết cái tật của mình, cho nên thôi lật đật từ giả đi về Đức Phật. Thì Đức Phật người nói không có sao, cái chỗ đó là cái chỗ đáng cho người phải ở, đáng cho người phải ở lại. Rồi Đức Phật ngài cũng dùng mọi cách để mà khích lệ cho cái vị tỳ kheo trẻ đó. Kết thúc cái là khích lệ đó, Đức Phật ngài đọc lên cái bài kệ này, đọc lên cái bài kệ mà chúng ta đang học ở đây, tức là khó nắm giữ khinh động theo các dục quy cuồng, lành thai điều phục tâm, tâm điều an lạc đến. Thì sau cái bài kệ này, sau cái lời sách tấn của Đức Phật, thì cái vị tỳ kheo trẻ đó quyết định trở lại lần thứ hai đến cái trú xứ của cái ngôi làng Matika Gama đó. Và cái lần thứ hai này thì đã biết rồi, đã biết là cái vị bà tín nữ này không hề đơn giản, cho nên để mà không bị xấu hổ thì luôn luôn phải giữ mình, phải giữ mình từ cái thân hành, từ cái khẩu hành, từ cái ý hành, phải giữ cho nó được trang nghiêm. Và chính vì trong một cái thời gian nghiêm khắc như vậy, tận tâm tận lực để mà giữ gìn cái tâm ý nó được trang nghiêm, thì vị này không một thời gian không lâu sau thì cũng thành được đạo quả A La Hán, đạo A La Hán quả. Và khi mà thành tựu được như vậy thì cái vị này không còn phải gì là phải lo sợ nữa, bởi vì không còn một chút nhận bơ, một chút phiền não. Thì quý vị thấy là một cái câu chuyện rất là thú vị, rất là mỹ mãn, tức là ai tu cũng đắc hết, ai tu cũng giải thoát hết. Mà cái điều kiện của cái việc cái câu chuyện này là có sự giúp đỡ đúng lúc đúng thời của các bà thính nữ, cho nên 60 vị tỳ kheo hay là cái vị tăng trẻ đến sau cũng đạt được cái thành tựu như ý nguyện. Ở đây Tịnh Đạt muốn nói một cái điều, đó là chúng ta có thể áp dụng cái kinh nghiệm này ở trong cái đời sống hiện tại của mình được. Bây giờ chúng ta không thể nào tìm được một cái người có tha tâm thông, tức là không cần nói chuyện, không cần nhìn thấy mà vẫn hiểu mình ước muốn cái gì, hoặc là thấp hơn chút xíu nữa là cái người mà bạn thân thiết tâm giao, có thể tâm đầu ý hợp hay là tâm ý tương phùng, hiểu mình hơn ngay hết thì cũng khó. Mà bây giờ có thể chỉ có một cách, đó là chúng ta giải pháp gần như câu chuyện này được, đó là chúng ta có thể lắp một cái camera ở phòng chỗ chúng ta ở, cái camera theo dõi ở trong phòng đó, ở trong nhà đó. Nếu mà chúng ta đủ tự tin thì chúng ta cho những người thân quen, những người mà chúng ta tin tưởng á, cho cái tài khoản account để mà có thể xem được cái camera đó, mà chắc không ai dám đâu. Quý vị biết sao không? Khi mà mình sống một mình á, hay là mình sống tại một cái trú xứ mà tường cao kính cổng, mình rất là dễ vui. Ở đây Tịnh Đạt muốn dùng từ dễ vui cho nó nhẹ vấn đề, tức là chúng ta muốn làm những điều thích ý, vừa lòng mà theo ý mình á, mà nhiều khi nó không có là cái gì. Sẽ lấy ví dụ đơn giản thôi, ví dụ bây giờ chúng ta là một cái người là ông là bà, một cái người trưởng thành mà trong nhà có con cháu, không lẽ bây giờ
mình có cái tật nào đó mà mình để cho con cháu họ thấy á, thì nó kỳ quá. Mà để con cháu nó thấy cái tật của mình thì mình dạy con cháu mới được. Mà lúc nào con cháu đi học, nó đi làm hết ở nhà một mình á, thì mình tự do, thì chính vì cái việc mà không có ai giám sát á, mình có quyền được tự do. Thì nói với cái đó là cái vấn đề ở ngoài, còn bây giờ nói về cái tâm tu, cái tâm của mình thì đâu có ai thấy được, chừng nào mình thổ lộ ra thôi. Thì cái hình thức mà có cái camera giám sát giống như là người vô hình đang lúc nào cũng theo dõi chúng ta, ác xì, chúng ta ngồi chéo chân, hay là chúng ta ca hát nhảy múa, hay là nhiều khi chúng ta trang điểm hay là mặc những cái đầm cái váy hồi trẻ chẳng hạn, thì tự nhiên chúng ta cũng không dám làm, tại vì có một cái sự theo giám sát của cái chiếc camera đó. Mà thật sự nếu mà người nào dám can đảm tự tin về cái hành vi của mình, nó là đoan trang, nó là chuẩn mực, các vị lắp cái camera giám sát các vị để cho những người thật sự với người quen, người thân nha, như là ba mẹ hay là anh em gì đó, chứ để mà lọt ra ngoài thì cái sự an ninh nó không có tốt. Tự nhiên lúc đó mình sẽ thấy là có cái gì đó nó cứ ám ảnh, không có được tự nhiên. Và chính vì không có được tự nhiên đó, mình không có dám dễ vui. Và chính vì không có dễ vui đó là lúc nào mình cũng đẹp hết á. Nó giống như trường hợp của quý vị tỳ kheo trẻ đến ở với cái chú xứ của cái bà tín nữ mà có thao tâm thông vậy đó. Ông có dám nhúc nhích gì hết á. Nói cũng không dám nói, suy nghĩ cũng không dám suy nghĩ nữa, suy nghĩ bậy cũng không dám suy nghĩ, không có dám nhúc nhích gì hết. Chính vì cái việc đó là giữ mình luôn luôn lúc nào cũng trên tinh thần chánh niệm 24/24, trên tinh thần cảnh giác cao, thì tự nhiên có cái sự động lực. Và cái vị biết đó là cái thiện pháp ấy, luôn luôn lúc nào nó cũng đem đến cái sự cái mãnh lực tích cực. Quý vị để ý khi mà chúng ta hành thiền hay là chúng ta làm công đức á, nhiều khi ban đầu chúng ta có cái động lực nhẹ lắm, yếu lắm, mà khi mà đến cái trường thiền hoặc là đến cái nơi mà nhiều người họ làm công đức mạnh mẽ đó, tự nhiên cái điều thiện nó tiếp lực cho mình, cái động lực tự nhiên của mình nó mạnh thêm. Thì cái việc tỳ kheo đó luôn luôn giữ cái chánh niệm. Thì nó làm cho mình á, quý vị chờ cho chút xíu, hai đứa đi qua bên kia chơi đi. Cái vị tỳ kheo đó luôn luôn giữ cho mình một cái chánh niệm tốt, một cái tỉnh giác, canh chừng cái phiền não không cho sanh khởi. Nếu mà sanh khởi thì mắc cỡ với là cái bà thiện tính đó. Cho nên chính vì cái sự luôn luôn nỗ lực như vậy đó, tiếp thêm cái năng lượng và cái động lực cho cái vị tỳ kheo này. Chứ không phải cái việc giống như là nỗ lực hay là cố gắng để mà làm cái công việc của chúng ta đó, cái công việc văn phòng hay là công việc thường ngày đó, nếu chúng ta nỗ lực càng nhiều á thì chúng ta mất cái năng lượng. Nhưng đối với cái thiện pháp đó, càng nỗ lực càng có cái sự tích cực ở trong cái thiện pháp đó, thì càng tiếp thêm cái năng lượng. Cái điều đó là cái điều rất là đặc biệt trong cái thiện pháp.
Không biết cái điều này bây giờ có ai dám áp dụng hay không? Nó là cái lắp một cái camera giám sát. Lắp một cái camera giám sát thì thật sự đó là một cái điều bây giờ thì không 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 quá là không quá là hiếm ở camera giám sát ở tại nhà, nhưng mà thường đó là an ninh ở bên ngoài nhà hay là ở phòng khách thôi, chứ ai chưa dám lắp camera giám sát ở trong cái phòng riêng đâu. Tại vì phòng riêng thì có những cái chuyện riêng tư thì rất là nhạy cảm, cho nên ít ai có thể lắp ở trong phòng riêng. Nhưng mà chính cái đời sống mà người nào ở trong chùa hay là ở trong cái phòng mà để mình tu tập đó, hành thiền hay là tụng kinh đó, chúng ta lắp một cái camera giám sát ở trong đó thì tự nhiên mặc dù là không có ai coi, không có ai theo dõi, không có ai nhìn thấy, nhưng mà có một cái tâm lý đó là giống như là có một cái chư thiên ngồi đứng đó mà quan sát mình vậy đó. Tự nhiên mình nghiêm trang này, nó lạ vậy đó. Giống như là đi ngoài đường đường lộ mà có một cái chú cảnh sát giao thông, mặc dù là không có là gì, nhưng mà tự nhiên các cái dòng xe chạy đúng tốc độ, đúng làn đường, xe Honda thì chạy đúng làn đường Honda, nó tự nhiên như vậy đó. Ở bên Thái Lan quý vị biết đó là ở cảnh sát giao thông họ có một cái phát minh rất là hay, đó là họ làm những cái bức tượng hình nộm đó mà họ mặc đồ cảnh sát giao thông, cầm cái máy bắn tốc độ, và họ dựng những bức tượng đó những cái địa điểm nóng. Và nếu mà chúng ta không có lại gần đó thì chúng ta không phát hiện là thật hay giả. Và chính vì cái thật cái giả nó mơ hồ như vậy đó, cái người tài xế lái xe thôi đi cho đúng, đi cho chắc ăn à, đi cho đúng làn đường, đi cho chắc ăn, đi đúng tốc độ cho chắc ăn, chứ mình nghĩ đó là giả và lại cái bên là thật rồi thôi thua. Thì cái bây giờ thì thưa quý vị rằng để có được một cái tự giác về 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 cái việc đó là giữ gìn thân khẩu ý cho được trọn lành trong sạch đó, thì phải nói là cần một cái phước báo rất là lớn. Cái phước báo ở đây là phước báo về cái duyên lành quá khứ nó rất là lớn, để mà có được một cái gọi là chí thú trong cái việc tu hành đó. Không biết các vị ở đây có nghe cái từ chí thú chưa? Cái từ này thường thì nói ở ở ở miền Tây, ở vùng sông nước, đối với cái người nông dân người ta hay gọi là chí thú làm ăn á. Cái từ chí thú nó rất là hay. Chí thú ở đây á nó thể hiện hai tinh thần, đó là vừa đam mê mà vừa giỏi trong cái đam mê đó nữa. Nè, cái từ chí thú, chứ cái từ đam mê nó chưa đủ. Thí dụ là đam mê ca hát, nhưng mà đam mê chưa chắc đã hát hay à, mà có nhiều người hát hay mà không có đam mê. Cái từ chí thú tự nhiên là nó sẽ thể hiện cả hai vấn đề, vừa đam mê mà vừa giỏi trong cái đam mê đó nữa. Còn tu hành, nếu mà một người nào mà là chí thú tu hành thì là vừa thích tu mà và là vừa tu giỏi nữa, thì phải nói là cần một cái phước ở quá khứ, cái duyên ở quá khứ rất là lớn. Nhưng mà hiện tại thì do là cũng do thế này thế kia, do dễ vui, cho nên để mà có được cái sự mà chí thú trong cái tu hành thì phải nói là cần phải sự nỗ lực rất là lớn. Cho nên chúng ta cần phải có cái môi trường, cần phải có cái bạn tu, cần phải có cái sự tác động từ bên ngoài, cần có cái sự khích lệ, cần có cái sự sách tấn.
Cho nên quý vị để ý tại sao mà Đức Phật Ngài cho phép, Ngài Ngài ban hành cái điều đó là các vị tỳ kheo phải tụng đọc cũng 2 kỳ một tháng. Và sau này thì các vị nhắc nhở cái người vị sĩ đó hãy thường xuyên đến chùa 8 kỳ một tháng hay là 4 kỳ một tháng và ít nhất là 2 kỳ một tháng để mà xin giới, để mà nghe nghe pháp. Bởi vì có những người đó đạo tâm mạnh, nhưng cho dù mạnh đến đâu thì cũng có cái sự dễ vui và cần có cái sự hâm nóng. Nên 2 kỳ một tháng, tức là ngày rằm và 30 đó, ngồi lại ôn lại giới luật, nhắc nhở về Phật Pháp, sắp tấn về Phật Pháp, hay là xin xin trong sạch lại các cái giới, ngũ giới hay bát quan trai giới, để cho tiếp thêm cái năng lượng, tiếp thêm cái động lực để mà hành trì giới luật được tốt đẹp hơn. Chứ không phải đơn giản đó là cái lệ mà chế ra, đặt ra để mà gàn buộc hay là ép buộc đi đến chùa, mà đó là cái cách thức, cái kinh nghiệm tùy theo cái khả năng của mỗi người. Mà thường thì mỗi một tuần á, đầu tuần tới cuối tuần là tự nhiên cái tâm lực về thiện pháp chúng ta đã suy yếu rồi. Chúng ta phải làm mới nhiều lần như vậy. Cho nên cái room Phật Pháp, cái room thuyết giảng trên mạng như vậy, các vị xuyên vào lắng nghe và học hỏi, đó là một cái điều, cũng là một cái điều rất là tốt. Bởi vì đó là mỗi một cái ngày như vậy chúng ta có một cái khoảng thời gian để mà nạp năng lượng, giống như là chúng ta sử dụng những cái thiết bị điện tử, chúng ta cần phải có cái thời gian nạp năng lượng để mà có cái sự sử dụng cho được nhanh nhạy. Chứ không thôi thì sử dụng đường dài, đường xa, lúc nào nó cũng sẽ bị chậm và yếu. Thì cái câu, riêng cái câu pháp cú á, nói về cái tâm chao động, thì các vị thấy rằng là mình khó nắm giữ. Khó nắm giữ ở đây đó là cái việc đó là chúng ta chánh niệm, chúng ta dễ vui. Nó quan trọng một điều đó là chúng ta có hay biết hay không. Cái điều mà chúng ta làm đó nó không quan trọng bằng cái việc chúng ta biết. Biết cái điều chúng ta làm đó là một cái sự tiến bộ. Mà làm mà không biết đó là một cái sự đáng trách. Bởi vì mình biết mình làm sai hay mình biết làm đúng đó là cái người có ý thức, cái người có nhận thức. Còn mà làm vi phạm cũng không biết mình vi phạm, làm tốt cũng mình cũng không biết mình làm tốt, thì phải xét lại cái người đó là cái người không có cái sự trí tuệ, không có cái sự nhận thức. Có những trường hợp đó là bắt buộc, ép buộc vào cái tình, chúng ta phải vi phạm vào các cái lỗi lầm lớn nhỏ. Có những cái tình huống nó éo le như vậy đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta đủ cái sức mạnh, đủ cái tinh tấn thì chúng ta vượt qua được. Còn không thì chúng ta vẫn vi phạm, nhưng mà chúng ta biết chúng ta vi phạm để khắc phục về sau. Ví dụ như bây giờ đi ngoài đường, những vị nào đi đi xe ngoài đường đó, chúng ta biết đó, đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Nhưng mà có những cái lúc mà gấp hay là những cái lúc đó là xe vắng quá thì chúng ta
cố tình vi phạm. Tức là chúng ta biết cái ý nghĩa, cái ý thức đó là đèn nào nên đi, đèn nào nên dừng. Nhưng mà có những cái lúc là chúng ta dễ vui, hay là chúng ta háo thắng, hay là những cái lúc mà chúng ta không có để ý, thì chúng ta biết là chúng ta vi phạm. Còn mà nguy hiểm nhất đó là bị mù màu, hoặc là không biết cái đèn nào là cái đèn nên đi, đèn nào nên dừng, thì cái điều đó là rất nguy hiểm. Ở trong cái thiện pháp hay trong cái ác pháp cũng vậy. Khi mà mình làm thiện hay là mình làm ác, cái điều đó nó điều nó không có quan trọng bằng cái việc mà chúng ta có nhận biết được hay không. Bởi vì thiện hay ác thì nó cũng cho quả thiện hoặc ác. Và cái quả thiện hoặc ác á, nói chung, nói cho cùng á, là khổ hoặc là vui á, nói cho rốt ráo nó cũng là vô thường. Chúng ta cũng đừng có nên hoang mang về nó nhiều lắm. Nhưng mà cái điều khác biệt nhất ở những cái trong thế gian mà chúng ta không được học, không được nghe ngoài cái Phật pháp á, đó là chúng ta có nhận biết được cái điều đó là thiện hay là điều bất thiện hay không. Dạ. Chính vì cái điều này giúp cho một cái người Phật tử, một cái người học Phật á, nhận biết rằng mình đang ở đâu, mình đang là ai, mình đang ở cái vị trí nào, mình đang làm thiện nhiều, làm thiện ít, mình đang làm ác nhiều, mình đang làm ác ít, mình đang là người tốt, mình đang là người xấu. Có những cái lúc mà chúng ta là người tốt, có những lúc là chúng ta là người xấu, do cái tâm lý, do cái suy nghĩ tác động. Cho nên trong cái việc gọi là tâm khó nắm giữ, khuynh động, hay là cái tâm này nó quay cuồng, nó theo cái dục lạc á, thì cái điều đó nó khó. Nhưng mà nó không quan trọng bằng cái việc mà biết cái tâm đang bị lôi cuốn theo ngũ dục. Và cái điều này quý vị hãy tập để ý. Có những lúc mà chúng ta rất là mê một cái bài hát, chúng ta rất là thích xem một bộ phim, chúng ta rất là thích trong cái cuộc náo nhiệt quay vần ở trong đám tiệc. Nhưng mà nó khác biệt với những người đó là vui thì rất là vui, nhưng mà họ không biết là họ đang trụy lạc hay đam mê. Nhưng mà đối với cái người biết tu đó, trong những cái cảnh đó thì chúng ta có dễ vui, nhưng mà chúng ta hãy biết rằng mình đang dễ vui. Chính cái biết này nó thứ nhất nó làm cho cái tâm là hỗ trợ khi làm các cái việc dễ vui đó. Cái thứ hai đó là cái ý thức đây là cái việc không tốt, và chính cái ý thức này nó sẽ hỗ trợ giúp đỡ mình cải thiện về sau. Dạ. Chứ còn nói thì về cái tâm để mà khắc phục, để mà kiềm chế, để mà thu thúc, để mà cột thì phải nói là phải có một cái quá trình để mà rèn luyện. Còn cái quá trình đó như thế nào thì mọi chúng ta sẽ có một cái phương pháp khác nhau. Nếu mà chúng ta học được cái phương pháp ở trong cái câu chuyện này cũng là một cái phương pháp phải có một cái người giám sát, mà cái người đó thì bây giờ chúng ta không có tìm được, thì có thể gắn một cái camera giám sát để mà chúng ta thúc liễm. Mong rằng đây là những cái lời chia sẻ qua cái câu kệ ngôn pháp cú số 35. Mong rằng có được cái nhiều điều lợi ích đến cho toàn thể quý vị ở trong diễn đàn Pháp Cú Kinh. Và tình đàn xin được kết thúc cái bài chia sẻ ở đây qua câu kệ ngôn pháp cú số 35. Kính chúc chư tăng và toàn thể quý vị luôn luôn có sự an lạc ở trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã giảng bài học ngày hôm nay.
cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức. Và con kính thỉnh thuần tọ minh hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến sư. Tất cả phước báo ăn con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quá có tâm tính thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thay. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tệ Đức cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Gia đi quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bồ thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu bù chi ta so thiền ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thề ra cha mát cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra Sappana puta sukhita pavantu te Chana bucha jepi chanda sampava Samseda chata athavo papatika Niyani kang dhamma varang patityate Sappe pi dukkhat sakarantu sankhayang Thatu chirang satang dhammo Thammatthara chabodgala Sankho tu samakho wa Athaya cha hitaya cha Amhe rakhan tu sakthammo Sappe pi thamma charino Uttim sampahunayama Thamma riyapa vedite. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm giảng sinh xuống mít.